Dự đoán mới nhất của Adnan về xung đột cuối năm 2023 có thể dẫn đến Thế chiến 3, 6 thảm họa đáng sợ nào sẽ xảy ra. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Adnan đã đưa ra dự đoán rằng nếu cuối năm 2023 các cuộc chiến không dừng lại, khả năng Thế chiến thứ 3 có thể xảy ra là rất cao. Hơn nữa, tháng 11 sẽ là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Vậy điều đáng lo ngại trong dự đoán lần này của Adnan là gì? Vì sao tháng 11 lại được cho là thời điểm mấu chốt? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video hôm nay. Xung đột Trung Đông liên quan đến chiêm tinh học. Thời điểm đầu tiên khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu diễn ra, toàn thế giới cảm thấy lo lắng rằng Thế chiến thứ 3 có thể sắp diễn ra. Nhưng trên thực tế, Tổng thống Putin đã tỏ ra rất kiên nhẫn, thậm chí không tham gia vào các cuộc tấn công quy mô lớn. Mặc dù bản thân quốc gia này vẫn không từ bỏ mục tiêu quan trọng của cuộc chiến. Điều đó làm cho tình hình chiến tranh trở nên tương đối ổn định, ít nhất là không mở rộng phạm vi. Mặc dù Nga luôn lo lắng về các quốc gia phương Tây và cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta đều biết rằng nếu không rơi vào bước đường cùng, Tổng thống Putin với những gì đang nắm trong tay, hiện tại có thể sẽ không làm điều này. Xét theo tình hình thực tế, Nga còn lâu mới đi vào ngõ cụt và các nước châu Âu sẽ không thực sự tham gia vào cuộc xung đột với lý do ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Trung Đông lại không đơn giản như vậy. Mâu thuẫn hai bên đã nhanh chóng leo thang, thậm chí còn có thể nguy cơ gây ra Thế chiến thứ ba với quy mô ngày càng lớn. Bởi vì chim đầu rìu Israel cho rằng mình mới thực sự là lãnh chúa nhỏ của vùng Trung Đông và để mở rộng lãnh thổ tại Palestine, họ đã phải trải qua rất nhiều trận chiến điên rồ, tương tự như chiến tranh với Liban lần 2 vào năm 2006. Cuộc xung đột giữa quân đội đồng minh Israel và lực lượng Hezbollah, hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương nặng. Vào thời điểm đó, Israel thậm chí đã ném bom vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khiến 5 người chết và 12 người bị thương. Dù sau đó đội quân Overlord của Israel đã lên tiếng khẳng định rằng đây chỉ là một sự sai sót, nhưng sự thật không phải là thứ có thể thay đổi chỉ bằng lời nói. Trước tình hình hiện tại, các nhà tiên tri thế giới cũng đã đưa ra những dự đoán mới về Thế chiến thứ ba, thậm chí còn nhắc tới nhiều lời tiên tri sách cổ như trong Kinh Thánh. Trong đó phải kể đến nhà tiên tri Ấn Độ Adnan. Khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Adnan đã dự đoán và thậm chí bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về cuộc chiến này. Trước đó, đối với mâu thuẫn Nga và Ukraine, đúng như lời tiên đoán, Nga thực sự đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine vào ngày 15 tháng 2 năm 2022. Một tháng sau đó, khi mọi người đều lo sợ Thế chiến thứ ba một lần nữa xảy ra, thì Adnan lại tiếp tục đưa ra dự đoán tương đối lạc quan rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Tuy nhiên, cho đến tháng 10 năm 2023, thái độ của nhà tiên tri Adnan lại đột ngột thay đổi. Khi vào ngày 4 tháng 10, cậu đã đưa ra tuyên bố rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những xung đột và bạo lực nghiêm trọng. Đặc biệt, những khu vực bất ổn sẽ bùng nổ những cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm. Nếu thường xuyên theo dõi, chúng ta sẽ nhận ra rằng Adnan luôn nhắc đến một khu vực nguy hiểm tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và khu vực Tam Giác, Á, Âu, Phi. Càng đến gần trung tâm thì càng xảy ra nhiều nguy hiểm. Như trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2 năm nay đã làm thiệt mạng hơn 50.000 người. Trận động đất ở Maroc cũng khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Lũ lụt xảy ra ở Libya đã cuốn trôi gần 20.000 người. Trên thực tế, xung đột giữa Nga và Ukraine cách khu vực này không xa lắm. Và nếu xét theo vị trí địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chỉ cách nhau bởi Biển Đen. Vì vậy, theo lời Adnan dự đoán về những xung đột lớn hơn sẽ sớm xảy ra, các quốc gia ở khu vực lân cận vùng nguy hiểm cũng phải giải quyết vấn đề xung đột một cách cẩn thận. Nhà tiên tri Adnan đã đưa ra dự đoán vào ngày 4 tháng 10 về những xung đột cùng bạo lực nghiêm trọng. Và chỉ 3 ngày sau đó, Hamas đã phát động cuộc tấn công đầu tiên. Tuy Hamas không hoàn toàn đại diện cho toàn bộ người dân Palestine, nhưng đây chắc chắn là cái cớ hợp lý để Israel bùng nổ cuộc chiến với Palestine. Nhiều người cho rằng cuộc xung đột nổ ra do các vấn đề lịch sử, tôn giáo hoặc dân tộc, v.v. Nhưng trái lại, Adnan đã nhìn thấy một nguyên nhân sâu xa khác dẫn đến sự bùng nổ của cuộc xung đột Israel-Palestine từ chiêm tinh học. Cậu thấy rằng trong 2 tháng 10 và tháng 11 có một lá tử vi rất quan trọng, chính là trong thời kỳ này, trăng non sẽ đến và mặt trời sẽ chuyển sang chòm sao mới. Như vậy, cả nút bắc của mặt trời và mặt trăng đều di chuyển đến một khu vực cụ thể đối lập với sao hỏa. Thông qua lá tử vi này, Adnan dự đoán tình hình chính trị toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng. Theo lời nhà tiên tri, gần đây nhất
lá tử vi này xuất hiện chính là vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thời điểm đó, nhóm khủng bố của nhóm Hồi giáo Al-Qaeda dưới sự chỉ đạo của Osama Bin Laden đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Điều này khiến nhà tiên tri có linh cảm xấu là tình hình xung đột giữa Israel và Palestine sẽ nghiêm trọng hơn cả vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Bởi sự thật đã chứng minh rằng số người chết trong cuộc xung đột lần này đã vượt xa con số của vụ 11 tháng 9 và căn nguyên của cuộc xung đột này cũng khó giải quyết hơn nhiều. Tình hình hiện tại là những thảm họa vô nhân đạo vẫn đang tiếp diễn. Iran công khai ủng hộ Hamas và gần đây nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố từ chối lệnh ngừng bắn vào dãy Gaza. Trên thực tế, những căng thẳng chính trị được Annan dự đoán còn vượt xa cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Lời dự đoán mới nhất gần đây của Annan cho thấy cuộc xung đột trên chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, 6 cuộc khủng hoảng lớn sẽ nối tiếp nhau làm tình hình tồi tệ đến mức không ai có thể ngờ tới. Liệu rằng những cuộc khủng hoảng ấy có thực sự đang diễn ra và thế chiến thứ 3 sẽ bùng nổ? 6 cuộc khủng hoảng lớn được dự đoán bởi thần đồng tiên tri Annan. Theo lời tuyên đoán mà Annan đưa ra vào ngày 4 tháng 10, chính là một loạt các cuộc khủng hoảng chính trị sẽ bắt đầu diễn ra. Và chỉ 3 ngày sau đó, xung đột Israel-Palestine thực sự xảy ra. Tiếp theo là xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Xung đột nội bộ ở Myanmar cũng bắt đầu xuất hiện. Tất cả những xung đột này đều không mới mẻ, nhưng không hiểu vì lý do gì lại bùng nổ trở lại cùng một thời điểm vào những tháng cuối năm 2023. Có thể những gì liên quan đến chiêm tinh học mà Annan nhìn thấy thực sự chính xác. Ngoài ra, nếu vấn đề giữa Israel và Palestine tiếp tục phát triển, có khả năng sẽ kéo theo toàn bộ Trung Đông, thậm chí các quốc gia hùng mạnh trên thế giới nhúng tay vào chiến trường này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở phía Bắc vẫn sẽ tiếp tục. Tên lửa ở Trung Đông đang bay khắp Đông Á và Đông Nam Á. Điều này chắc chắn dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như những gì trong tương lai mà Annan nhìn thấy. Tất nhiên, nếu chỉ đơn giản là một cuộc khủng hoảng chính trị, thì chính phủ các quốc gia vẫn sẽ có biện pháp kiềm chế, vì suy cho cùng, hòa bình là điều người dân mong muốn. Tuy nhiên, ngoài những cuộc khủng hoảng chính trị, Annan còn nhìn thấy 6 cuộc khủng hoảng lớn mà nhân loại sẽ phải đối mặt từ năm 2023 đến năm 2024. Những khủng hoảng này rất có thể thúc đẩy thế chiến thứ 3 nhanh chóng xảy ra. Đầu tiên là cuộc khủng hoảng chính trị và xung đột chiến tranh như chúng ta đã nói từ đầu video. Thứ hai là cuộc khủng hoảng kinh tế đang ngấm ngầm xảy ra, thậm chí là không ngừng gia tăng. Nhìn bề ngoài thì nền kinh tế thế giới có vẻ đang dần được cải thiện. Nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi những sự tiến triển tốt của nền kinh tế cho đến trước tháng 4 năm 2024. Lúc này, nền kinh tế dường như đang phục hồi, cơ hội đầu tư đã bắt đầu khi giá trị cổ phiếu ngày càng tăng. Nhưng sự thật thì ngược lại, khủng hoảng kinh tế đã lan đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Một khi tháng 4 đã qua, khủng hoảng kinh tế bất ngờ bùng nổ và liệu rằng thời điểm này sẽ có bao nhiêu người bắt đầu khao khát chiến tranh. Cuộc khủng hoảng thứ 3 được Annan dự đoán là quyền bá chủ của Igosaur. Theo chim tinh học, khi sao hỏa ngày càng hoạt động mạnh mẽ sẽ khiến các thế lực lớn trên trái đất ngày càng hung hãn hơn. Annan muốn nhắc đến ở đây là Đại Bàng Tướng. Quyền bá chủ của những quốc gia ấy đã kéo dài rất lâu, nhưng bây giờ lại bắt đầu phải đối mặt với những thách thức ở châu Á, khiến những chú đại bàng này cảm thấy bất an. Hiện nay, với sự ảnh hưởng của hỏa tinh, Trung Quốc sẽ tiếp tục ngăn chặn sự phát triển của châu Á dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng của mình. Hành động của quốc gia này sẽ nhanh chóng làm thay đổi tình hình thế giới. Ngoài ra, Annan còn cho rằng Nhật Bản cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ hỏa tinh. Nhật Bản là một quốc gia hiếu chiến, cũng là một quốc gia có ý thức khủng hoảng mạnh mẽ, nên họ sẽ cố gắng hết sức để tăng cường sức mạnh quân sự. Hành động trên chắc chắn sẽ khiến Nhật Bản cảm thấy yên tâm, nhưng lại khiến các nước láng giềng vô cùng bất an. Vì thế, đây có thể sẽ là lựa chọn đưa Nhật Bản đến sự hủy diệt của chính mình. Trong thời điểm thế giới đang có những thay đổi to lớn, các nước đang phát triển sẽ mở ra cơ hội phát triển và trở thành động lực tăng trưởng kinh tế thế giới trong tương lai. Đặc biệt, một số quốc gia châu Phi trong 20 năm nữa sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, nên các nước có tầm nhìn chiến lược đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác ở châu Phi. Trung Quốc và Nhật Bản hiện cũng đang làm tốt điều này. Ba khủng hoảng tiếp theo khá quen thuộc, nhưng Annan cho rằng bạn sẽ không thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của chúng so với thời điểm trước đó. Dự đoán thứ tư của Annan là về thiên tai, khi thần đồng tiên tri cho rằng trong 6 tháng tới, cháy rừng với quy mô lớn sẽ lại bùng phát ở Australia và gây ra hạn hán trên diện rộng. Tuy nhiên, Australia lại bị ảnh hưởng bởi chính khí hậu của quốc gia này, khi phần lớn diện tích đều là những vùng đất hoang và sa mạc khô cằn. Điều kiện tự nhiên của Australia cực kỳ dễ gây ra các vụ cháy rừng quy mô lớn,
đơn cử như vụ cháy rừng hồi tháng 7 năm 2019, kéo dài hơn nửa năm, cho đến đầu năm 2020, gây ra thảm họa sinh thái vô cùng lớn. Nếu một thảm họa cháy rừng như vậy xảy ra lần nữa, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng lớn đối với toàn thể nhân loại, chứ không riêng gì Australia. Ngoài ra, Anand còn dự đoán rằng động đất sẽ xảy ra thường xuyên trong khoảng thời gian này, bao gồm cả Australia. Australia không phải là quốc gia dễ xảy ra động đất, nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia này sẽ nằm trong vùng an toàn. Đồng thời, xác suất xảy ra động đất ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nơi khác sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, thảm họa thiên nhiên ở Ấn Độ có liên quan đến 3 yếu tố: gió, nước và nhiệt độ tăng cao. Khi trái đất ngày càng nóng lên, mực nước biển tiếp tục dâng cao, khiến thảm họa xuất hiện ngày một nhiều hơn. Sự di cư của những người sống tại các khu vực đảo và quần đảo vào đất liền sẽ gây ra rất nhiều xung đột. Lời tiên tri thứ 5 của Anand là khủng hoảng lương thực đang bắt đầu xảy ra trong thời điểm hiện tại. Nguy cơ của cuộc khủng hoảng lương thực đã được nhắc đến rất nhiều từ giai đoạn tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm này, cuộc khủng hoảng có thể được kiểm soát một cách tương đối. Nhưng đối mặt với nhiều thảm họa khác nhau xảy ra, như xung đột Nga-Ukraine dẫn đến sự sụt giảm dần sản lượng ở các khu vực sản xuất ngũ cốc lớn, xu hướng chống toàn cầu hóa dẫn đến tắc nghẽn hoạt động thương mại lương thực. Quan trọng là những tháng cuối năm 2023 đã liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác nhau, khiến sản lượng lương thực bị giảm và các nước sản xuất ngũ cốc buộc phải giảm xuất khẩu lương thực, v.v. Hàng loạt vấn đề kết hợp làm cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đối với những quốc gia từ lâu phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu. Nên sự phát triển của quốc gia này sẽ rất khó kiểm soát, nên chắc chắn sẽ gây ra một thảm họa lớn. Đồng thời, năng lượng cũng gặp phải một cuộc khủng hoảng tương tự, đặc biệt là dầu mỏ do việc khai thác quá mức. Nguồn cung dầu mỏ sẽ dần trở nên thiếu hụt. Nhưng may mắn thay, trong những năm gần đây, thế giới đã và đang cố gắng phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Vậy nên ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này dường như cũng không quá nghiêm trọng. Vấn đề cuối cùng mà Anand đề cập đến đó chính là trí tuệ nhân tạo. Anand nói rằng mình đã phải nhắc đi nhắc lại vấn đề này quá nhiều lần, nhưng sự phát triển của công nghệ vẫn không ngừng gia tăng. Trí tuệ nhân tạo đại diện cho khoa học công nghệ hàng đầu của con người và mang lại vô số tiện ích. Nhưng đồng thời, trí tuệ nhân tạo cũng mang đến một cuộc khủng hoảng rất đáng sợ. Nhiều người cho rằng do sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng có nhiều công việc được giải quyết chỉ bằng máy móc, cơ hội việc làm của con người ngày càng ít đi, nên đây sẽ là một vấn đề nan giải trong tương lai. Khi con người mất đi nguồn sống, thì chắc chắn một cuộc hỗn loạn sẽ xảy ra. Một ví dụ khác là trí tuệ nhân tạo có thể bị bọn tội phạm lạm dụng nhằm thực hiện những ý đồ xấu. Công nghệ phát triển mang lại sự tiện lợi cho con người, nhưng kéo theo đó là hàng loạt vấn đề cần được chú ý. Tuy nhiên, tâm linh cuộc sống luôn muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta cũng không nên hoảng loạn quá mức trước những lời tiên đoán của thần đồng tiên tri Anand. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết là một phản xạ có điều kiện của con người, nhưng sự tiến bộ của xã hội là mục đích chiến thắng những nỗi sợ hãi này. Khủng hoảng và cơ hội cùng tồn tại, nên những lời tiên tri chỉ mang tính chất tham khảo, giúp con người thay đổi để vượt qua mọi khó khăn. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.